chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, cầu Phật Phật độ, trúng số liên tiếp, tiền bạc ầm ầm kéo về, trả sạch nợ, đổi đời cực giàu, đúng trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch 2024. Thẳng thắn công bằng sẵn vị tha, người sinh năm Tuất khéo dung hòa, động viên che chở cho kẻ yếu, cảnh giác trông chừng giữa địch ta, ghét thói tiểu nhân hay bảo thủ, giàu lòng chính nghĩa dám xông pha, cộng đồng trách nhiệm lòng nhân ái, lý trí nội tâm sống thật thà. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị một tháng mới tràn đầy may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, mỗi con giáp đều mang trong mình một số phận riêng và mỗi năm lại đem đến những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Với những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm Giáp Thìn 2024 đang hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến động và cơ hội mới mẻ trong chuỗi ngày tháng đầy thách thức và cơ hội này, đặc biệt là trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Liệu quý vị có muốn biết vận trình của mình sẽ như thế nào không? Đây là khoảng thời gian quan trọng khi sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của quý vị sẽ trải qua những biến động đáng chú ý. Người tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng với lòng trung thành, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đôi khi quý vị cần một chút may mắn và sự hỗ trợ từ các ngôi sao tốt lành để vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết vận trình của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6, 7 và 8 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn, từ sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên và sức khỏe. Tất cả sẽ được luận giải một cách tỉ mỉ và chi tiết. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé. Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất 1982. Đôi khi Nhâm Tuất không hẳn là bất lực hay không biết làm gì, Nhâm Tuất chỉ hơi mỏi mệt mà thôi. Đôi khi Nhâm Tuất không hẳn là không muốn mở lòng ra hay tâm sự những vấn đề của mình ra với thế giới bên ngoài. Nhâm Tuất chỉ cảm thấy nhạt nhòa mà thôi, đơn độc, lạc lõng, nói không ai hiểu, kêu không ai nghe, giải bày không ai chia sẻ, nên Nhâm Tuất tự đấu và tự chiến, tự động viên và tự nỗ lực, tự chăm chỉ và tự bền bỉ, kiên trì vươn lên, tự buồn và tự vui, tự cười và tự khóc. Người ta đến rồi người ta đi, có người để lại niềm vui, có người gieo rắc nỗi buồn, cuối cùng chỉ người duy nhất khi nhìn vào gương là ở lại với ta. Vậy nên, Nhâm Tuất sẽ nâng niu người đó, trân trọng người đó, yêu thương người đó, đối xử tốt với người đó. Đấy là suy nghĩ của Nhâm Tuất này. Sau bao chuyện mỏi mệt suy tư, trời có nắng có mưa, có nóng có lạnh, vạn sự thế gian thay đổi và không có gì bất biến. Từng viết rằng, trong tiền vận của Nhâm Tuất họ là người cầm cờ đỏ đứng đầu đội đen, tức xui nhiều hơn may, đau nhiều hơn vui, trắc trở khó khăn nhiều hơn hanh thông thuận lợi. Trong cái đoạn tiền vận đó, công sức đổ vào nhiều mà thu hoạch chưa tương xứng. Trong cái đoạn trước 28 tuổi đó, trách nhiệm quấn thân, người hại quấn nghiệp, chữ tình quấn tâm mà thương đau mỏi mệt. Trong cái đoạn trước 2023 đó là thời điểm trời dùng ngọn lửa vô hình mà rèn luyện Nhâm Tuất. Nên sau này có thể hiểu, nếu Nhâm Tuất thành công thì là do họ xứng đáng. Nếu Nhâm Tuất thành tựu là do họ đã trải nghiệm rất nhiều khía cạnh nhọc nhằn của cõi thế gian. Vạn sự thay đổi cũng ứng với việc vận trình cũng thay đổi. Nếu giai đoạn tiền vận trước 2023 của Nhâm Tuất là giai đoạn đẩy họ ra đời, thì giai đoạn tiền trung vận từ 2024 đến 2028 lại là một đoạn chuyển vận của sự thăng hoa. 2024 này có thể hiểu là lúc mưa bắt đầu thuận, gió bắt đầu hòa, trăng bắt đầu chiếu, trời bắt đầu điều, tâm bắt đầu tĩnh, trí bắt đầu cường, làm nền cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa để Nhâm Tuất phát triển và đi lên. Nhưng đừng quá vội vàng, trước khi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch thì mới là lúc vận của Nhâm Tuất chuyển rời sang trang. Khi xây nhà, móng nhà càng vững thì tầng nhà càng cao, nên một căn nhà cấp 4 đào móng có khi chỉ đôi 3 ngày, nhà 4, 5 tầng thì đôi 3 tuần. Xây chung cư 10 tầng thì lâu hơn, chung cư 20 tầng thì lâu hơn nữa, mà lâu đài nguy nga thành quách thì càng cần tỉ mỉ chỉn chu. Tạm coi tiền vận của Nhâm Tuất là đoạn xây móng cắm cọc dựng nền, còn giờ là lúc đi thật xa để bay thật cao. Giờ là lúc cần tĩnh lại bản tâm, nhớ lại bản thân, quên đi chán nản muộn phiền, sau đấy bắt đầu hiện thực hóa những dự định của chính mình. Tôi không nói quá nhiều về vận may, về lộc trời hay gì cả, vì với cái mệnh của Nhâm Tuất cứ tự làm tự ăn, tự lực tự cường là tốt nhất, nên chỉ thức cái bản ngã của Nhâm Tuất nhắn nhủ đôi lời cho Nhâm Tuất tiến mạnh và tận dụng thời cơ. Vì 4 năm này 2024 đến 2028 là 4 năm cực kỳ tuyệt vời trong cuộc đời Nhâm Tuất, là 4 năm của thành công, là 4 năm của thành tựu, là 4 năm để chọn đường.
chọn nơi, chọn chốn, chọn lĩnh vực mà cực lực thăng hoa, vì cần tự làm nên chỉ biết dặn nhâm tuất đôi lời tâm sự, coi như một đoạn nhắn nhủ từ những gì ta chiêm nghiệm. 1. Học cách quên đi nỗi đau, quên đi nỗi buồn, quên đi muộn phiền, đừng nghĩ quá nhiều và đừng phiền quá lắm, có được như vậy nhâm tuất mới có thể tận hưởng cuộc đời xung quanh. 2. Người có thể sai với ta, đời có thể lỗi với ta, nhưng ta hãy cứ đúng mà làm, cứ thiện mà sống, cứ tròn những gì trong phận sự của bản thân, đạo trời có cái thước công minh, chấm công, chấm tội. Người đang làm trời đang nhìn, quỷ thần hai vai đang chứng kiến, nên đừng lo thiệt, thiệt ở hiện tại tức là bạn đang chuẩn bị cho chiến thắng của tương lai, chỉ là đừng ôm rơm nặng bụng, mua việc vào thân. 3. Chữ nhâm của nhâm tuất đôi khi cứ hiểu một cách dân gian, là áo giáp vậy, cản đạn, cản bom, cản mưa, cản nắng, nên bạn sẽ có nhiều trách nhiệm phải lo toan trong đời. Bạn phải gánh, bạn phải chiến, bạn phải gồng, bạn phải đỡ, không sao cả, vì trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, tức giao cho bạn trách nhiệm. Ắt bạn sẽ có thể hoàn thành, chỉ là đừng lo xa, đừng cầu toàn, cũng đừng nghĩ lắm, bạn đã thực hiện hết sức mình là được, thiên hạ hiểu thì tốt, không hiểu thì có gì cần phải muộn phiền suy tư. 4. Thời đại thượng vàng hạ cám qua rồi, nay là lúc người giỏi có chỗ dụng võ, người uy tín được khách hàng thương yêu, người chăm chỉ được thành tựu xứng đáng. Nên hãy cứ sốc lại tinh thần của bản thân, rồi bền bỉ mà làm. Số nhâm tuất không nhàn, nhưng tựu thành cũng không thiếu, vì bạn đủ giỏi và vì bạn đủ chăm. Lời cuối, nếu bạn là một nhâm tuất nghe đến đây mà không hiểu lắm, thì hãy cứ nhớ giản đơn năm nay 2024 là năm thuận, kéo dài sự phát triển đến 2028. Tháng tốt nhất là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm, mở ra cung trời đao lợi, chuyển vận đổi mình. Tháng cần lưu ý nhất là tháng 10 và tháng 12 âm. Còn đâu thì lại là một lời tự sự, một lời nhắc nhở thiện chí. Vũ trụ này không phải toàn thử thách bạn đâu, mà đang cho bạn một cơ hội để thực hành và trở thành con người mà bạn mong muốn. Và đừng cố giải thích bản thân mình với thế gian. Nếu họ không hiểu bạn, tức họ không hiểu bạn. Giản đơn là thế, có vậy thôi. Quý anh chị tuổi nhâm tuất thân mến, đến tuổi trung niên, con người càng cần có một thế giới quan kiên định của bản thân. Đây là độ tuổi không cho phép bạn chưa trưởng thành, chín chắn nữa, mà bạn cần phải biết những điều diễn ra trong cuộc sống để có thể kiểm soát, cũng như chi phối nó một cách hợp lý và thích hợp theo từng thời điểm. Vì vậy, để chuẩn bị tâm lý tuổi trung niên, mời bạn cùng tham khảo bài viết tuổi trung niên và 8 điều cần trân quý dưới đây nhé. 1. Nên có bạn tri kỷ. Bất kể là người trong gia đình hay bạn bè, xã hội có rất nhiều loại người và người tốt và người xấu cùng tồn tại, nhưng dường như chỉ khi gặp nguy nan, bạn mới nhận được rõ đâu là tri kỷ. Có nhiều người bạn tốt giống như bản thân có nhiều chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm quyết định bạn có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, bạn cần biết trân quý nó. Nếu ở hiện tại, bạn viết tên những người bạn thân thiết ra một tờ giấy, chỉ có một vài người, vậy thì bạn nên đặt tâm vào việc này nhiều hơn một chút. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải trở nên rộng mở hơn, tấm lòng thoáng đãng, lắng nghe và chia sẻ. 2. Bình tĩnh trước sóng gió nguy nan. Ở tuổi trung niên không cho phép chúng ta thiếu bình tĩnh trong hành xử giống như con trẻ. Ai cũng đã từng trải qua rất nhiều sự việc trong cuộc sống và đã nhìn thấy quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc một sự việc. Nếu không rút ra kinh nghiệm và bài học cho bản thân, thì có lẽ chúng ta chưa thực sự trưởng thành, không nên than trách trời đất. Chính bởi vì tính khí thiếu bình tĩnh này mà chúng ta tự khiến mình cảm thấy ngột ngạt. 3. Gieo hạt lương thiện. Nhìn lại xung quanh bạn sẽ thấy còn rất nhiều hoàn cảnh éo le. Cho dù mình khổ đến đâu thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình. Vì thế, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm nhận thấy những ánh mặt trời của lòng tốt. Nên làm những việc thiện nhiều hơn, theo quá trình gieo hạt đó mà ươm trồng những bông hoa đẹp nhất cho nhân loại. 4. Trau dồi sở thích của bản thân. Mỗi người nên chọn cho mình ít nhất một sở thích trong cầm, kỳ, thi, họa và bồi dưỡng nó. Chúng sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm phần lãng mạn, khiến tâm hồn thư thái, tăng cường trí nhớ và kích thích trí tưởng tượng khi làm thơ, ca hát, đánh đàn hay vẽ tranh. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh mà bản thân không ngờ tới, còn có chụp ảnh, sưu tầm, chúng đều là những thứ gia vị cho cuộc sống thêm ý nghĩa. 5. Hãy để được mất tùy duyên. Nơi thế gian có hai loại khổ, một là nỗi khổ về được và mất, hai là nỗi khổ về tình. Con người thường cố gắng bằng mọi cách để được sở hữu những thứ mình muốn. Suy cho cùng nó giống như đang đánh bạc vậy, thắng thì cảm thấy vui vẻ, còn thua thì cảm thấy buồn khổ. Trong tình yêu được thì hạnh phúc, mất thì than trách số phận. Nơi thế gian khổ nhất là tình, còn duyên thì ở cùng nhau.
hết duyên thì mỗi người một ngã. Bước qua tuổi trung niên là chúng ta đã qua tuổi yêu thương mơ mộng mà hiểu rõ bản thân. Nói chung, mỗi người đều đang tự mình bước đi trong kiếp sống làm người. Hãy tùy thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên sẽ thấy lòng nhẹ nhàng. Hãy để những chuyến tour Mỹ cho trung niên là nơi gắn kết, mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình nhé. 6. Học cách bằng lòng và chấp nhận. Mỗi lần gặp chuyện khiến bản thân cảm thấy đau lòng chính là một lần rèn luyện sự chịu đựng thống khổ, lặng lẽ chấp nhận cuộc sống không hoàn mỹ như mình tưởng. Một lần trải qua trong tình huống như thế là một lần khiến bản thân trở nên lý trí hơn, can đảm và mạnh mẽ hơn, để rồi mỗi khi gặp đau khổ và phiền não, chúng ta vẫn có thể vững vàng vượt qua một mình. Mỗi lần gặp chuyện như vậy hãy xem nó như cơ hội, hay chính là liều thuốc bổ tăng thêm nghị lực cho bản thân. 7. Thường nói câu cảm ơn. Khi chúng ta tham dự xong một buổi tang lễ, thường sẽ có cảm giác bùi ngùi, sâu lắng. Khi chúng ta mới khỏi bệnh, chúng ta sẽ cảm thấy trân quý tất cả mọi thứ. Mang giữ một tâm thái hàm ơn và biết cảm tạ đối với con người và cuộc sống sẽ khiến bạn biết yêu thương từng cành cây cọng cỏ. Nó sẽ giúp bạn vượt qua được những áp lực vô hình, hạ bỏ dục vọng và tâm tranh đấu. Vì thế hãy nên sử dụng hai từ này một cách thường xuyên, nhiều khi hạnh phúc cũng được bắt nguồn từ đó. 8. Hưởng thụ niềm vui của sự vận động. Rất nhiều người nói rằng mình béo, mình xấu, vì thế tính chuyện ăn kiêng để giảm cân hoặc đi phẫu thuật. Phần lớn thời gian họ đặt tâm vào những thứ này. Rèn luyện thân thể là cách tốt hơn cả để tận hưởng cuộc sống. Như vậy trọng lượng cơ thể sẽ không tăng do lười biếng, khuôn mặt cũng không vì tuổi tác mà trở nên già nua. Thực tế, thời gian không phải là điều quan trọng nhất mà là ở thân thể và tinh thần. Nếu nắm vững và thực hành thường xuyên 8 điều trên đây, thì phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ sống trong niềm vui và hạnh phúc. Người sinh năm 1982 mệnh thủy, nạp âm là đại hải thủy, tức nước biển lớn, là một nguồn nước mênh mông, vô tận và đầy mạnh mẽ. Đại hải thủy được hiểu mênh mông và bất tận vô bờ bến, nên đặc trưng trong tính cách của người mệnh không thích sự bó buộc, yêu thích sự tự do. Họ là những người có chí làm việc lớn, những người mệnh này yêu thích những công việc có quy mô lớn, thường không để tâm đến những việc nhỏ lẻ. Giống như biển sôi nổi và nồng nhiệt, tính cách của người mệnh này cũng rất nồng nhiệt, từ trong chuyện tình cảm tới công việc. Họ thông minh, không ngừng sáng tạo, tìm cách thay đổi, ưa thích những hoạt động tập thể, thích những chuyến đi xa. Trong công việc, thường đa mưu túc trí, nên thường được cấp trên coi trọng hoặc giữ chức vụ cao. Đa phần những người tuổi này đều rất trân trọng tình cảm hơn vật chất. Đây là những người yêu thích tự do, ghét những công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Họ yêu và ghét rất rõ ràng. Một khi đã xem ai là bạn, họ sẽ luôn bên cạnh người đó. Cho dù có nghèo hèn hay giàu sang, thành công hay thất bại, vì thế cũng khó tránh khỏi việc bị lợi dụng tình cảm. Những người này sống quy củ, sống có nguyên tắc trách nhiệm. Khi người khác cần sự giúp đỡ của họ, nhâm tuất sẽ sẵn lòng xuất hiện để hỗ trợ. Họ sẽ giúp đỡ hết sức mình. Tuy nhiên, điểm yếu của những người này là họ bảo thủ trong hành động, không làm những việc mà mình không chắc chắn khi đã xác định mục tiêu một cách rõ ràng. Tuổi nhâm tuất 1982 nam mạng là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đa mưu túc trí, nên nhâm tuất thường đảm nhận chức vị cao, được cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, cuộc sống thường bị đe dọa vì bệnh tật và sự sống. Muốn được hoàn thành được mục tiêu cuộc sống, thì phải từ tuổi 45 trở lên mới có thể tìm được sự sống vững chắc cho cuộc đời, làm căn bản cho cuộc đời sau này. Nhìn chung, cuộc đời người tuổi nhâm tuất nam mạng lên bổng xuống trầm, cuộc sống có nhiều thay đổi bất thường, không nhất định được một chủ đích để làm cho cuộc đời được lên cao. Nhâm tuất 1982 nữ mạng, tiền vận của phụ nữ nhâm tuất không hanh thông cho lắm, trung vận thì gặp nhiều khó khăn về gia đình, sự nghiệp. Vào hậu vận mới được an nhàn sung sướng tấm thân, phụ nữ nhâm tuất càng lớn tuổi càng có cuộc sống thuận lợi, gặp duyên tốt, được quý nhân phù trợ, hậu vận hưng vượng. Người sinh năm 1982 được Phật A-di-đà hộ mệnh, vị Phật này tượng trưng cho ánh sáng, thành tâm đeo Phật bản mệnh, Phật A-di-đà, ngài sẽ âm thầm phù độ, hộ mệnh bảo vệ cho bản mệnh nhờ khả năng trừ tà, nhất là khi đến những nơi nhiều âm khí như đám tang, nghĩa trang, hỗ trợ làm giảm nhẹ tai ương cho những người năm hạn, bị sao xấu chiếu. Mang hình ảnh Phật A-di-đà kết hợp với thiền định, giúp tâm lắng đọng xuống, người tập trung hơn, trí tuệ sẽ được phát triển, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bị stress, yếu bóng vía, thiếu tập trung. Dưới đây là luận giải chi tiết tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Xin mời anh chị cùng theo dõi. Tử vi sự nghiệp tháng 6, tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch, ngay vào thời điểm đầu năm mới,
Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất đã có những bước tiến đáng kể, dù quý anh chị làm trong lĩnh vực nào đi nữa, cũng có cơ hội gặt hái được thành công, cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi. Do ảnh hưởng của dư âm Tết, bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc, quý anh chị hãy nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới đây mà thôi. Trong tháng này, Nguyệt lệnh Lâm quan đới phù trợ, những người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tuất có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ vươn lên. Tuy nhiên, thì bạn cũng nên đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, do thời điểm này có ngũ quỷ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là, để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu như có xảy ra vấn đề này, thì quý anh chị không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng, chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Xét tử vi tài lộc tháng 6 tháng 7 âm lịch. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn kinh doanh của tuổi Nhâm Tuất. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác, hứa hẹn có nhiều thành tựu, bạn có thể tìm ra xu thế của thị trường và có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Việc nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết là một lợi thế rất lớn. Từ đó bạn có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc, bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó. Ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương trong tháng này. Vì thế quý anh chị hãy cố gắng nhé! Tử vi tình duyên tháng 6 tháng 7 âm lịch. Nhìn chung, tình cảm gia đình luôn được hài hòa ổn định trong thời gian này. Bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, nên mọi chuyện cũng được bạn dễ dàng chấp nhận hơn. Tình cảm vợ chồng có nhiều tiến triển tốt đẹp, bạn và người ấy đều biết bao dung và nhường nhịn nhau, nên bầu không khí trong gia đình luôn hài hòa và ấm áp. Hai bạn có thể cùng nhau làm các công việc nhà, thăm hỏi họ hàng, vì việc làm ấy có thể gắn kết tình cảm đôi bên, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Đôi khi mâu thuẫn có thể nổ ra giữa hai bên, nhưng không đáng kể, thậm chí trải qua hiểu nhầm, hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Tử vi sức khỏe tháng 6 tháng 7 âm lịch. Tháng đầu năm, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất nhìn chung là ổn định, bạn không đau ốm, bệnh tật nhiều, nên tinh thần luôn hăng hái nhiệt tình, sẵn sàng tập trung cho công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác, mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập để tránh nguy cơ bệnh dịch vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn cũng nên sinh hoạt khoa học hơn, tránh ăn các món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá cay nóng, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mình. Dưới tác động của hung tinh Thiên Nguyệt, quý anh chị đừng vì những khó khăn không tránh khỏi trong công việc mà nảy sinh suy nghĩ muộn phiền, bi quan, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, hãy tâm sự với người thân hoặc người giàu kinh nghiệm hơn mình để tìm ra cách giải quyết khắc phục nhé. Ngoài ra, bạn cũng cần xây dựng cho mình kế hoạch rèn luyện thể dục thể thao phù hợp để nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Nếu cơ thể có dấu hiệu không tốt thì nên đi kiểm tra thăm khám để tìm ra bệnh mà có phương pháp điều trị tốt nhất quý anh chị nhé. Tử vi tháng 8 âm lịch. Xét tử vi sự nghiệp tháng 8 âm lịch, tháng có chính quan nhập cục, đường công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất có thể đạt được những bước tiến mới nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của mình. Chính vì thế Nhâm Tuất hãy phát huy thế mạnh của bản thân mình để có thể vươn tới cái đích mà mình mong muốn quý anh chị nhé. Với một tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn và những kinh nghiệm của mình trong quá khứ, chúng tôi tin rằng nhất định tuổi Nhâm Tuất sẽ đi tới cái đích của bản thân mình và cơ hội thăng quan phát tài sẽ không còn xa nếu như quý anh chị cố gắng hết mình. Ngoài ra trong thời gian này, nếu như quý anh chị có những dự định hay kế hoạch nào đó thì cũng có thể tiến hành ngay trong tháng. Dưới sự che chở của các tinh, mọi việc sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Xét tử vi tài lộc tháng 8 âm lịch. Trong tháng quý anh chị gặp kiếp tài chiếu, tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tuất cho thấy tháng 8 không có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập mà còn có nguy cơ mất tiền hao của nữa. Với bản tính thương người lại dễ tin người lầm chỗ, nên nhiều khi bạn bị kẻ đó lừa gạt gây mất mát tiền của. Đây cũng là bài học giúp Nhâm Tuất cẩn thận hơn trong tương lai của mình.
Ngoài ra, tháng này do ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh nên tuổi Nhâm Tuất cũng không có khả năng giữ tiền cho mình. Rất nhiều việc xảy ra bất ngờ khiến túi tiền của bạn bị hao hụt, có thể có những việc bất khả kháng, nhưng cũng có những việc do tính cả nể và xuề xòa phóng khoáng của bản thân, khiến bạn tốn khá nhiều tiền bạc. Lời khuyên cho bạn là hãy nhờ người thân của mình quản lý tiền bạc sẽ tốt hơn trong thời điểm này quý anh chị nhé. Tử vi tình duyên tháng 8 âm lịch. Theo lá số tử vi của tuổi Nhâm Tuất trong tháng này thấy rằng chuyện tình cảm đang tiến triển vô cùng tốt đẹp và bản mệnh sẽ có được những điều mình muốn. Trong tháng có quý nhân dẫn bước, bạn không còn cảm thấy hoang mang, mơ hồ về con đường phía trước nữa. Ngoài ra hai bạn cũng nên dành thời gian cho con cái của mình, lứa tuổi của các con cũng đang học hỏi rất nhiều. Nếu bố mẹ không sát sao với con thì rất dễ con đi sai con đường, dễ bị ảnh hưởng xấu của xã hội tác động vào quý anh chị nên lưu tâm vấn đề này nhé. Xét tử vi sức khỏe tháng 8 âm lịch. Nhìn chung, tháng này sức khỏe của Nhâm Tuất không có ảnh hưởng gì nhiều, bạn chỉ cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì có thể đảm bảo sức khỏe tốt, tránh ôm đồm quá nhiều việc hoặc thức quá khuya khiến cho cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi uể oải khi làm việc, từ đó hiệu quả công việc không được cao. Ngoài ra, ăn uống cũng cần có giờ giấc nhất định, bạn không nên giữ thói quen ăn uống tùy theo sở thích, bởi như vậy rất có hại cho hệ tiêu hóa của mình, dạ dày cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và tổng hợp các chất dịch để tiêu hóa thức ăn. Khi bạn ăn uống không giờ giấc sẽ khiến cho dạ dày của bạn phải làm việc liên tục, từ đó khiến cho dạ dày dễ bị mắc bệnh hơn. Quý anh chị tuổi Nhâm Tuất thân mến, khi một người bước vào tuổi trung niên chính là cần thực hiện được các phép trừ, nghĩa là cần phải loại bỏ được sự táo bạo và nôn nóng, kiểm soát thật tốt tâm tính của mình, biến mọi lời phàn nàn thành động lực hướng lên. Khi bạn biết tiếp tục trải nghiệm bản thân ở bốn phía cạnh này, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết cách đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân, tìm ra con đường và phương pháp tốt nhất để trở nên chín chắn thuần thục. Học được cách im lặng trước những đau khổ, Tân Khí Tận, vị quan thời Nam Tống, và La Nha làm từ nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc từng nói rằng, người đến tuổi trung niên sẽ nhận biết được mùi vị của nỗi buồn, càng lên lầu cao càng thấy cái lạnh tốt đẹp của mùa thu. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã đi được nửa đời người và cũng từng trải qua không ít khó khăn, do đó, đến lúc này chúng ta không nên rên rỉ về những khó khăn và thử thách của bản thân. Bạn biết rồi đấy, mỗi người sống trên đời đều có nỗi khổ khó nói của riêng mình. Một số người nói rằng, bản chất của cuộc sống là đau khổ. Khi chúng ta kể lể về nỗi khổ của mình, rất có thể chúng ta đang khơi dậy cảm xúc đau khổ của người khác, khiến họ có cảm giác bi thương. Do đó, chúng ta cần học cách im lặng trước những đau khổ trong đời. Nếu làm được vậy, chúng ta sẽ có được sức mạnh của sự im lặng. Có người nói rằng, khi nỗi thống khổ mà nói ra được thì kỳ thực không phải là khổ, lời ấy quả không sai. Mỗi người sống trên đời đều vác trên lưng cây thập tự giá của riêng mình. Đến tuổi trung niên rồi, ai không kể khổ thì người đó đã thực sự trưởng thành. Sự trưởng thành này chính là một loại thái độ đối với cuộc sống, là sự hiểu biết sâu sắc rằng, thay vì phàn nàn, thì nên để tâm xem giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu một người biết coi những khổ đau giống như chiếc lồng ấp trứng, như vậy thì nội tâm của người đó sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Khi một người bước qua tuổi trung niên, chìa khóa để đo lường sự trưởng thành của họ chính là liệu người này có thể kiểm soát được tâm tình của bản thân hay không. Học được cách kiềm chế cảm xúc, nghĩa là chúng ta có thể hiểu được tâm tình của chính mình và càng lý giải được việc bao dung người khác. Khi đối diện với mâu thuẫn, người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân chính là biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ. Những người này sẽ ít khi cố chấp mà thường nhìn vào những điểm hợp lý trong ý kiến của đối phương, họ không vội vàng chứng minh chính mình. Đầu tiên họ lắng nghe và tiếp nhận cảm xúc của người khác rồi hóa giải nó, sau đó mới đưa ra quan điểm của bản thân, từ từ khiến người khác tiếp nhận. Biết cách kiểm soát cảm xúc cũng là một biểu hiện quan trọng của tình yêu thương. Khi một người biết được lúc nào nên khống chế cảm xúc, giữ nội tâm bình thản, người này cũng sẽ được người khác yêu mến và tôn trọng. Trước khi trở thành một bậc thầy thực sự, người đó cần biết cân bằng cảm xúc của bản thân, sau đó mới có thể đàm luận thêm một bước nữa là phát triển. Một người có trái tim mạnh mẽ sẽ chi phối cảm xúc và không để nó vượt quá tầm kiểm soát mà làm tổn thương người khác cũng như những người xung quanh. Sự trưởng thành của đời người không phải chuyện dễ dàng, điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục rèn luyện chính mình. Mỗi sự việc đều có tiết tấu riêng, tốc độ và nhịp điệu của nó cần chúng ta biết chờ đợi sự phát triển cũng như sự tiến triển của sự việc. Đặc biệt là, trên con đường trưởng thành không phải chỉ cần thực hiện việc hoàn thiện bản thân một lần là xong, đời người cũng như vậy. Chúng ta cần học được không ngừng hoàn thiện chính mình, trời không tuyệt đường người, chúng ta cần tin tưởng vào con đường phía trước, chỉ cần chúng ta tiếp tục tinh tiến chính mình, thì chúng ta sẽ tìm được lối riêng,
Đừng dễ dàng từ bỏ mà hãy tiếp tục kiên trì bước trên con đường hoàn thiện bản thân. Tâm lý học cũng phát hiện ra rằng, sự khác biệt giữa người tài giỏi và người bình thường chính là người tài giỏi rèn được phẩm chất kiên trì và nó đã trở thành tố chất quan trọng giúp họ trở thành người tài giỏi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.